cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự vô ý làm chết người xảy ra ngày 29 tháng 5 tại trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, là lái xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô Đoàn Thị Nhâm, sinh năm 1998, trú ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non, và cô Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, trú ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, có trình độ đào tạo Đại học Sư phạm Mầm non, cùng bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Các quyết định lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Như vậy, liên quan đến vụ việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong, thương tâm do bị bỏ quên trên xe đưa đón hơn 10 tiếng ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, chỉ sau 2 ngày, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về các hành vi vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.